Nguyên Phúc đang xem kìa. Đây phải dính tóc sành gì sắp vô. Thấy người cái tay chịu luôn à. À xin lỗi. À, xin chào tất cả mọi người. Tại Nguyên Phúc có thể kêu tên em đi. Cảm ơn anh Sally Nguyễn nha. Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ một số vấn đề về làm sao mà Thảo có thể là giữ được da nè, giữ được sức khỏe của mình nè. Mặc dù là công việc rất là nhiều, thì hôm nay mọi người hãy vô xem nha. Rồi Thảo sẽ chia sẻ tất cả mọi người. Đợi chút xíu nữa để cho mọi người vô đông đi. Trắng quá hả? À, xin chào Nguyên Nguyễn, em chào Simmy. À, em hết mụn rồi anh. Thì đó, chính vì cái hết mụn nên là hôm nay là muốn chia sẻ cho mọi người nè. Em chào anh Bình Nguyên. Khoan đợi một tí xíu nha. Thảo đi Thảo cho nó có không khí. Để Thảo sẽ thấy mọi người xem đông rồi Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Chắc phải bật một tí nhạc, xíu xíu nhạc đứng cho nó vui vui. Kỳ nha Sương. À, hôm nay thì Thảo sẽ chia sẻ đây. À, Thảo thấy cũng là khá khá rồi đó. Thì Thảo sẽ vào vấn đề nha. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì Thảo cũng vừa mới đi quay phim về để mà tranh thủ là lên chia sẻ bí quyết với tất cả mọi người. Thì giống như là mấy hôm nay thì Thảo có chia sẻ những câu hỏi thì Thảo hay thường gặp. Thì hôm nay thì Thảo sẽ trả lời một số câu hỏi mà những ngày qua Thảo thường gặp nhất nè. Đó là làm sao mà Thảo đèn có tối quá không mọi người, hay là do Thảo đen quá, chỉnh đèn sáng làm sao anh này. Đen quá. Tại vì tần suất mà Thảo đi quay phim á, hiện nay thì nó hơi bị cường độ hơi bị cao và phải ở ngoài trời rất là nhiều. Nên nhưng mà cũng may là Thảo vẫn giữ được cái làn da rất là khỏe, mặc dù là da Thảo ngâm nhưng mà lại giữ làn da được rất là khỏe. Thì đó cũng là một cái bài bí quyết. Thì hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cùng mọi người nha. Mặc dù là có hơi đen tí nhưng mà mọi người thấy rõ mà đúng không? Cảm ơn Nguyễn Minh Cao nè. Và như mọi người đều thấy á, thì cái thời không khí của chúng ta hiện nay cùng với những cái loại đồ ăn thức uống của chúng ta hiện nay thì chúng ta đã nạp vô bản thân của mình rất là nhiều những cái độc tố cũng như là làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta lúc khi nào đó mà chúng ta sẽ không hay. Và bây giờ mọi người cũng cảm thấy là rất là nhiều người thường hay bị gan và bị thận nè. Rồi thêm cái nữa là hầu hết Thảo thấy đa phần một khi mà chúng ta đã phát hiện ra bệnh á thì nó đã quá muộn rồi, hoặc là không kịp để mà chữa trị.
mà làm sao mà chúng ta cũng nghĩ làm sao mà chúng ta lại mắc phải những căn bệnh như vậy. Thì như Thảo nghĩ đó là cũng là một cái thói quen của tất cả mọi người, cũng như là cả bản thân Thảo. Có một khoảng thời gian thì Thảo cảm thấy là mình bị đau ở sống lưng, đau rất là nhiều, đang chạy xe mà nó thốn ở sống lưng rồi nè. Thì Thảo không biết lý do tại sao, thì đi mà khám bệnh á, thì là thấy bị thận. Và thậm chí là công việc của Thảo á, là phải quay phim với tần suất rất là cao, ở ngoài trời rất là nhiều, và da của Thảo cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là hồi nãy anh Jimmy có hỏi là Thảo ơi, Thảo hết mụn chưa? Thì trước thật sự là Thảo bị mụn nặng lắm. Thứ nhất là bị dị ứng, thì dị ứng Thảo đã trị được rồi. Nhưng mà còn cái việc mà gọi là trang điểm mà phải ở ngoài trời làm việc liên tục như vậy á, thì cái lỗ chân lông của Thảo sẽ bị giãn nở, và cái những cái thành phần đó sẽ bị hấp thu vô khói bụi nè, phấn trang điểm nè, kem nè, nhờn nè, rồi mọi thứ nữa, nó hấp thu vô da, làm cho da Thảo ảnh hưởng rất là xấu. Ngay tại da tai hay là cơ thể Thảo thì nó không được đều màu da. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thảo, khi mà Thảo đi làm việc ở rất là nhiều nơi á, thì mọi người có nói là da, đúng là da Thảo có ngâm thiệt, nhưng mà cảm thấy là da Thảo rất là khỏe, và đặc biệt là rất, nói chung là không phải là quá đẹp đi, nhưng mà có cải thiện rất là nhiều so với ban đầu. Hồi trước là Thảo không dám live stream đâu, vấn đề là da Thảo xấu quá, không dám live stream. Thì vì live stream là nó sẽ hiện lên những cái mà khuyết điểm của mình lên hết. Thì hôm nay đây mà Thảo xin sẽ giới thiệu cho mọi người một bí quyết. Chúng ta là không phải là chỉ mà dưỡng là ở bên ngoài. Cái điều mà chúng ta dưỡng bên ngoài là cái điều mà tất yếu và đương nhiên rồi. Bởi vì bên ngoài thì chúng ta hay sử dụng kem, lotion chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà đặc biệt không thì chúng ta không thể nào dưỡng bên ngoài, mà còn là phải dưỡng cả bên trong nữa. Thì rất là may mắn là Thảo đã được anh Hiệp đã chỉ cho Thảo một sản phẩm, đó là một cái loại trà. Đây Thảo sẽ giới thiệu mọi người nghe coi nha, cái loại trà này Thảo đang sử dụng, Thảo thấy hiệu quả rất là rõ, nên là Thảo muốn là cho mọi người, chia sẻ cho mọi người loại trà này. Trà sắc xuân nghe hấp dẫn đúng không? Trà sắc xuân thì Thảo đang uống cái loại trà này, giúp cho cái trà này đặc biệt á nha, là dành cho phụ nữ chúng ta nè, đặc biệt là dành cho phụ nữ và cho đàn ông nữa. Hình như là ở ngoài hơi ồn, đợi Thảo một tí xíu nha, đợi Thảo một tí. Rồi, quay lại mọi người đây. Quay lại mọi người. Thì đầu tiên thì Thảo xin sẽ giới thiệu cho mọi người loại trà là trà sắc xuân, tức nghĩa là giữ tuổi thanh xuân của mình, là sắc xuân của chúng ta đó. Thì bất kể tuổi nào đi chăng nữa thì chúng ta luôn luôn là muốn giữ cho bản thân mình phải tươi tắn, phải trẻ khỏe. Và trà này đặc biệt cho dùng cho những người sạm nám nè, tàn nhang nè, người hay bị mụn, nấm mát, cải thiết, cải thiện nội tiết tốt bên trong. Và đặc biệt là thấy là rất là nhiều người rất là thích cái trà này đúng không, nhất là các bạn nữ và những người phụ nữ nè, cải thiện nội tiết tố bên trong. Thì Thảo đang sử dụng loại trà này nên là uống thì cũng được khá nhiều rồi đó. Thảo uống cũng khá nhiều, là cũng được khoảng tầm 10 ngày. Trong hộp trà này thì sẽ có một túi lọc như vậy, một túi lọc này. Thì cái túi lọc này thì chúng ta uống, này là loại trà nha, trà thiên nhiên. Trà thiên nhiên nên là khi chúng ta uống á, có thể là chúng ta khi nào cảm thấy là dành thời gian được uống thì cứ uống, một ngày uống bao nhiêu cũng được, không sao cả, rất là tốt. Tại vì nó thanh lọc cơ thể chúng ta mà, đúng không? Đây, hồi nãy Thảo cũng pha sẵn một ly để mà ngồi nói chuyện mọi người, sẵn thử uống đây. Cái mùi rất là thơm và cái vị thanh thanh ngọt nhẹ, rất là dễ uống ha. Và Thảo nhắc lại nha, cái trà này dành cho những người bị sạm, da sạm nám nè, tàn nhang nè, người hay bị mụn nè, nấm má, cải thiện nội tiết tố bên trong.
thì sử dụng cái loại trà trà sắc xuân. Trà sắc xuân này là được công ty cổ phần Onhurst, trà Onhurst nha mọi người. Và đặc biệt một điều là bên Onhurst là chuyên sản xuất về trà là 100% thảo dược thiên nhiên, không pha hóa chất gì hết. Đó là những cái loại thảo dược được sấy khô, được phơi và được sấy khô, rất là thiên nhiên nha, không bị ảnh hưởng bất cứ một cái gì. Rồi, trà thứ hai Thảo sẽ giới thiệu mọi người. Như hồi nãy Thảo nói là Thảo đi làm và cái đồ ăn uống của Thảo không điều độ, nên là nó sẽ bị đau sống lưng phía sau, rất là nhức và rất là khó chịu. Thì Thảo mới đi khám thì người ta nói là Thảo có bị sạn thận nhỏ, nên là anh Hiệp cũng có nói là thôi cho Thảo, giới thiệu cho Thảo cái loại trà bổ thận. Thì hôm bữa thì Thảo chỉ uống cái trà sắc xuân thôi, nên là Thảo cứ chưa Thảo thấy là cảm thấy là mình cải thiện rất là nhiều đó. Thì đợt này anh Hiệp mới nói là vậy, Thảo mới lại than với anh Hiệp nữa: anh Hiệp ơi, có cái loại trà nào không, em thấy bên anh nhiều trà thảo dược quá, có thảo dược nào có thể là giúp em mà có thể là trị được đau lưng này kia không, người ta nói là em bị thận thì trà có thể lọc được điều đó không. Thì anh Hiệp đã giới thiệu cho Thảo đó là trà bổ thận. Trà bổ thận có thành phần là bông tam thất nè, ngũ gia bì nè, cố chỉ nè, quế chi, trần bì, cỏ ngọt, đinh lăng, thảo quyết minh, kỵ tử, đinh hương. Đó, như mọi người thấy là những cái loại thảo dược rất là tốt nha. Giúp công dụng là bổ thận, tráng dương, đau lưng mỏi gối, thông khí hoạt lạc, ù tai hoa mắt, kém ăn mất ngủ. Dùng cho những người có thận yếu nè, đau lưng chống thảo nè, còn hoa mắt còn hay chống mặt nữa, kén ăn mất ngủ, và những người hay là đi tiểu đêm, mỏi gối, đi đứng lại khó khăn. Mọi người thấy là trà này, một cái chai thiết kế rất là, nhìn nó rất bình dị nhưng mà rất là sang đúng không ạ? Đây, đây là toàn là những cái loại thảo dược được sấy khô ra nha mọi người. Được, những cái loại trà này uống rất là ngon, dễ uống, rất là thơm. Rất là thơm đó. Thảo sẽ mở thử. Hồi chiều Thảo có đưa cho mẹ Thảo dùng một ít thì mẹ nói thích quá. Mẹ nuôi nha, mẹ Thảo đang ở dưới quê. Thảo đưa cho mẹ nuôi Thảo. Rất là thơm, thơm lắm luôn á. Trà này thì Thảo chưa sử dụng, nhưng mà Thảo thấy là trà sắc xuân thì Thảo đã sử dụng rồi, rất là tốt, nên là Thảo mới tìm hiểu thêm trà này. Và tất cả loại thảo dược ở đây đều được sấy khô hoàn toàn. Đây, hôm bữa thì Thảo có gặp anh Hiệp là được quảng cáo trên TV, trên đài HTV rất là nhiều, Thảo có coi. Thì Thảo không nghĩ là sẽ gặp được anh Hiệp ở ngoài đâu, nhưng mà hôm bữa vô tình sao cũng gặp được anh, rồi lại được anh tặng hộp trà nữa, nên là quá tin tưởng đi, uống liền, cảm giác là mình cải thiện liền. Nhưng mà người thấy hôm nay Thảo sao, mặc dù da có ngâm ngâm thiệt nhưng mà đúng là da Thảo rất là khỏe, phải không, đều màu và rất là đều màu nè. Thậm chí là Thảo quay ngoài trời nắng rất là nhiều mà vẫn tươi tắn. Và đặc biệt hơn hết nữa là khi mà Thảo đi làm á nha, là Thảo có thể là công suất của Thảo làm là coi như là 24/24 vẫn không bị sao cả, vẫn rất là khỏe. Đây, loại trà này là trà bổ thận, dành cho người bổ thận nha. Mẹ nuôi Thảo uống thì Thảo chắc chắn là Thảo sẽ đem cái trà này về cho, dành cho ba mẹ làm quà tặng liền sau livestream này, tại vì Thảo mới đi quay phim về nè, nên là về phải mới nhận hộp trà này liền luôn, là phải giới thiệu mọi người liền. Và còn đặc biệt một loại trà nữa. Đây, một loại trà nữa nha. Thảo sẽ giới thiệu sơ qua hết nha. Rồi hồi nữa ai thắc mắc gì sẽ hỏi Thảo, Thảo sẽ trả lời và giải đáp hết. Đây, loại trà này là trà, cái này là đặc biệt đàn các đấng mài rau rất là thích. Trà bổ gan giải rượu, đúng không? Thảo thấy là các đấng mày râu vô xem rất là nhiều nè. Trà bổ gan giải độ, mà đặc biệt chồng tương lai, chồng sắp cưới của Thảo chắc cũng sẽ rất là thích cái loại trà này, bởi vì nhậu quá nhiều về gan nè,
về gan Thảo nói vấn đề này thì phải như là hầu hết ai cũng sẽ có một cái vấn đề nào nhỏ đó trong gan của mình, nhưng mà mình không có biết được bởi vì tình trạng ăn uống của mình nè, rồi mình làm việc rất là nhiều nha. Như là Thảo thấy như mọi người là có thói quen nè, là hay, rất là hay thức khuya, rất hay thức khuya, nhất là cái thói quen mà trước khi ngủ á, chúng ta tắt đèn hết rồi chúng ta coi điện thoại nè, rồi thức khuya bấm lướt, cứ nghĩ là ngủ sớm đúng không, nhưng cứ nghĩ là cứ ngủ là trước 10 giờ đi, nhưng mà cứ ngồi lướt điện thoại là hồi cũng kéo tới 1 giờ mới ngủ, có khi là lướt đến khi nào mà buồn ngủ rồi thôi, rồi có khi là luyện phim đêm nữa rồi đó. Thức khuya ảnh hưởng đến gan nè, thận đó, ảnh hưởng rất là nhiều. Và chưa hết là những cái người gọi là ăn uống không điều độ, ăn những cái đồ quá nóng, những cái đồ độc hại rất là nhiều, vô tình chúng ta xâm nhập những cái độc trong bản thân mình mà không hay. Những cái điều nhỏ đó mà chúng ta đã xâm nhập vô bản thân mình thì nó lại tạo ra một cái điều thiệt là to và thành một căn bệnh mà chúng ta là không hay. Và hơn hết là đấng mày đâu chúng ta, là như Thảo là cái việc kinh doanh á, thì hầu hết á trong công việc người ta nói là rượu vào lời ra, thì nên là các đấng mày râu thường hay là lựa chọn cái việc mà đi uống rượu, uống bia một vài ly rượu và lấy bia, như vậy là cái việc kinh doanh nó được suôn sẻ hơn, còn nói chuyện dễ làm ăn hơn, dễ làm việc hơn. Cái điều đó là cái điều mà Thảo hiểu, nhưng mà nó lại vô tình làm ảnh hưởng rất là nhiều. Và hầu hết hình như 10 người, xác suất 10 người thì hết 8-9 người là bị gan, 8-9 người là bị gan, đa số là đàn ông. Và chúng ta đừng có nghĩ phụ nữ mình á không nhậu nhiều, không đi uống rượu uống bia nhiều, không đi nhậu nhiều là không bị đâu nha. Thật sự là vẫn bị, là do cái thói quen ăn uống và cái thói quen sinh hoạt của mình nên là mình bị thôi. Thì hôm nay Thảo giới thiệu cho mọi người, thì trà này là anh xã Thảo có dùng, chồng sắp cưới của Thảo có dùng, và Thảo đã giới thiệu được một số người bạn. Tại vì Thảo thấy rất là hay, hôm bữa anh Hiệp có đưa cho Thảo có cả, lúc mà đưa cái thuốc trà sắc xuân cho Thảo đó, thì Thảo có thấy là trà bổ gan giải rượu này, thì Thảo lâu lâu Thảo muốn detox cơ thể, thì Thảo đã có xin anh một chai này, thì về anh xã Thảo thấy là thích là lấy liền luôn, nên là hôm nay Thảo đã phải đặt một cái chai khác đem về để giới thiệu mọi người. Và Thảo đã có giới thiệu rất nhiều người đã sử dụng trà bổ gan giải rượu này nha. Thì Thảo sẽ đọc cái thành phần trong trà cho mọi người thấy nha, cũng là thảo dược thiên nhiên được sấy khô hoàn toàn 100% nha. Nhưng mọi người thấy nè, được đóng chai rất là xinh. Thành phần của trà này là cát căn, kim ngân hoa, cam thảo, ta diệp, quế chi, hoa hòe, là những loại thảo dược rất là quen thuộc đúng không? Thảo dược quanh ta mà ta không bao giờ chúng ta để ý, mà chúng ta cứ lo những cái gì đó không mà cứ uống vô xâm nhập vô, chúng ta lại không có tốt sức khỏe. Công dụng là thanh nhiệt mát gan nè, hỗ trợ tăng cường chức năng giải độc gan, giúp bảo vệ tế bào gan trước tác hại của rượu bia. Và đặc biệt cho sử dụng cho những đối tượng là dùng cho những người uống nhiều rượu bia gây đau đầu nè, khó chịu, buồn nôn nè, người có chức năng gan suy giảm, người sơ gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chức năng gan, đúng không? Đó, cái loại này rất là tốt. Và không chỉ là nam, những người đấng mày râu mà những người phụ nữ mình sử dụng để detox cơ thể rất là tốt nha. Và mọi người có thắc mắc nào thì hỏi Thảo nha. Để Thảo đã giới thiệu sơ qua ba loại trà này, thì ai hỏi Thảo? Thảo thấy một câu, rất là nhiều câu hỏi nè. Có ảnh hưởng gì đối với những người bị tim mạch hay huyết áp cao không? Bạn Khánh Linh ơi, thật sự là không có bị ảnh hưởng gì hết. Tại vì đây là những cái thảo dược thiên nhiên hoàn toàn, chúng ta được sấy khô, và đây là rất là tốt, nên là không có bị ảnh hưởng gì hết nha bạn. Phương Nguyễn hỏi là chị đi làm make up nhiều sao da chị vẫn khỏe. Thì như Thảo nói là hồi trước thì da Thảo rất là yếu, bởi vì thật sự một làn da nào cũng đi chăng nữa, sử dụng mỹ phẩm nào bên ngoài đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào được cải thiện được làn da, bởi vì một ngày Thảo make up rất là nhiều.
và đi làm phải quay phim nè, phải đi quay quảng cáo nè, phải đi chụp hình nè. Thứ nhất là ảnh hưởng của tia cực tím, ảnh hưởng của ánh sáng bên ngoài, rồi bụi, khói, rồi nhờn, rồi những cái chất dơ bẩn mà kèm theo nữa là lớp phấn mà Thảo phủ bít lỗ chân lông, rồi nó trà trộn vô nhiều cái nó làm cho chân lông mình thấm, và da dẻ của Thảo nó không có đều màu nữa. Nhưng mà người thấy là da Thảo rất là ngâm nên là Thảo không có dám sử dụng mỹ phẩm nữa. Thí dụ như Thảo sử dụng mỹ phẩm có thể cải thiện làn da, nhưng mà khi mà Thảo phải ở trong gia đình thôi, ở trong nhà thôi. Còn đằng này công việc của Thảo là phải ở ngoài trời rất nhiều, nên là mình sử dụng mỹ phẩm á, thì thật sự đó lại là một cái điều mà phản hoàn toàn, phản khoa học hoàn toàn, là nó nghịch hoàn toàn luôn, lắm như chẳng khác nào chúng ta đang hại làn da của mình. Nên là thay vì mà Thảo sử dụng là những cái mỹ phẩm bên ngoài, thì Thảo lại sử dụng là những cái loại trà, những cái thảo dược thiên nhiên này có xung quanh mình, để mà mình có thể detox cơ thể mình, và mình có thể là điều hòa được tiết tố làn da của bản thân mình. Nên là cái da của Thảo rất là đều màu, không bị ảnh hưởng nhiều, và đặc biệt là mụn của Thảo cũng hạn chế đi rất là nhiều. Mình uống bao lâu là có kết quả hả? Cái này thì như Thảo thấy á, bạn hỏi là như Thảo nói nha, trà thì như thảo dược chúng ta uống loại trà thì nó không thể nào là thay thế thuốc chữa bệnh được. Thật sự là không thay thế thuốc chữa bệnh được, mà làm cho chúng ta có thể là cải thiện được phần nào đó. Và hơn hết nữa là chúng ta phải phụ thuộc, chúng ta không chỉ là thậm chí là uống trà nha, uống trà là giúp ta, chúng ta có thể là giảm bớt và có thể là chống lại được, và có thể là giảm bớt thôi, chứ mà còn gọi là thay thế thuốc để mà chữa bệnh thì thật sự là không phải. Tại vì nó là trà, là thảo dược mà, là thiên nhiên đó. Thuốc chữa bệnh chúng ta là còn rất là nhiều chất khác nữa, nên là không thể nào thay thuốc chữa bệnh được nha. Còn mà có tác dụng á, thì về tác dụng thì như Thảo nói là Thảo uống là tầm Thảo uống ngày đến nay là Thảo được cải thiện rất là nhiều. Uống cải thiện đến mới uống được có 10 gói hơn, là coi như là không phải là Thảo uống quá nhiều trong một ngày đâu. Bình thường là trà mình có thể là mình uống bình thường, như hàng ngày mình thay thế nước, thỉnh thoảng mình rảnh mình uống, hoặc là uống nhiều lần cũng được, thì mình sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Còn Thảo uống thi thoảng thôi, nhưng mà ngày nào Thảo cũng phải uống, chứ là không có, là có uống. Nên vậy mà Thảo vẫn cải thiện được rất là nhiều đó. Thảo thấy là Thảo cải thiện được rất là nhiều. Rồi, em thấy nghệ sĩ hay thức khuya dậy sớm mà sao da chị vẫn cân bằng được vậy chị? Thì như hồi nãy Thảo nói, Thảo đã chia sẻ với mọi người rồi, là chúng ta là không chỉ phải giữ bên ngoài, mà chúng ta phải detox cơ thể bên trong chúng ta nữa, phải uống để nạp thu chất trong cơ thể chúng ta. Bị trà gan giải đủ chỉ dành cho nam thôi hay nữ dùng được không? À, trà gan giải đủ đây vẫn dành được cho nữ nha, bởi vì đã dành cho gan á, cái này chủ yếu là chúng ta là giải độc tố của gan, nên là rất là tốt nha, rất là tốt. Không chỉ là giải rượu cho nam nè, hạn chế sơ gan nhiễm, hoặc là gan nhiễm mỡ, rối loạn chức năng gan dành cho nam, mà còn là dành cho nữ nữa nha. Những cái yếu tố này là mọi người đều phù hợp sử dụng hết, chứ không phải là tại vì đã nói là thảo dược thiên nhiên thì tất cả mọi người đều sử dụng hết. Trà như Thảo uống cái trà sắc xuân thì như là trà bổ gan giải độ. Cái trà này á thì như là Thảo hôm bữa thì như là cũng giống như là trà bổ thận này, thì trà gan giải độ này thì nó cũng có cái loại lá này, lá thiên nhiên. Thì hôm bữa thì xã Thảo có uống á, thì ảnh pha một ít vào nước sôi, giống như là chúng ta hay pha trà vậy đó. Thì chúng ta lấy một ít ra, chúng ta bỏ vào ấm và chúng ta trần sơ qua nước sôi một nước, rồi chúng ta bắt đầu là mới đổ nước sôi lần thứ hai vào để cho trà nó ngấm rồi nó tiết ra chất. Sau đó chúng ta mới thử thức trà giống như là chúng ta uống trà bình thường thôi, không có gì là khó cả.
còn thêm một cái loại trà. Trà sắc xuân này á thì có cái dạng là túi lọc. Cái này không phải là bột nha, mà là túi lọc. Đây. Trà bổ gan giả rượu vẫn có cái loại của túi lọc nha. Thảo có lấy cái túi lọc cho dễ để mà đem đi, ví dụ như mình đi xa, đi làm, rồi chẳng hạn đi quay này kia đó, thì có thể là lấy túi lọc để mà mình có thể là pha vô bình nước uống hàng ngày. Và Thảo cực kỳ ít uống nước lắm, nhưng mà uống cái loại trà này nó dễ uống nè, nó ngọt ngọt thanh thanh nè, thơm nè, nên là rất là dễ uống. Đây, túi lọc giống vậy, Thảo có pha một ly. Và khi mà như mọi người thấy nha, Thảo sẽ cho mọi người là thấy cái túi lọc bên trong. Đây mọi người thấy đây, tất cả những loại lá thiên nhiên, không có một cái hỗn hợp chất nào hết. Mọi người có thể là xé ra coi thì tất cả những loại lá chúng ta đều được sấy khô cả. Những loại thảo dược thiên nhiên được sấy khô cả. Trà của On Heart nha mọi người. Rất là ngọt. Uống nó quen quen giống cái mùi trà hoa hòe hồi xưa mà ở quê hay uống đó chị xin. Hoa hòe với atiso đúng không? Nghe nó từ mùi đó rất là thơm mà được hòa quyện thêm nhiều mùi khác nữa. Cái vị hay lắm. Chị Alice có nhắn là chồng chị hay bị mất ngủ, vị liệt uống trà bao nhiêu hộp sẽ hết hẳn. Trà mất ngủ thì như Thảo biết là On Heart có một loại trà là giúp ăn ngủ ngon. Trà ăn ngủ ngon. Ngủ ngon. Có loại trà ngủ ngon. Thì cái trà này khi nào mà như Thảo thấy thì Thảo chưa có sử dụng loại trà này. Thảo chưa có sử dụng loại trà này. Nhưng mà Thảo sẽ mở ra để coi công dụng nha. Tại vì Thảo mua về để mà làm quà tặng cho mọi người. Hôm trước thì được anh Hiệp tặng rồi, thì đợt này là Thảo sẽ sắm để tặng mọi người. Thì hơi liều liều để mà xé một hộp, nhưng mà cái chai vẫn sẽ giữ nguyên để cho đẹp. Chai vẫn sẽ giữ nguyên lại để cho xinh lắm luôn. Đây, chúng ta vẫn làm quà tặng được nè, một quà tặng hết sức ý nghĩa. Trà ăn ngủ ngon. Ăn bánh trà nóng không? Ngoài bán bánh trà nóng. Trà ngủ ngon. Đây, Thảo sẽ đọc. Trà ngủ ngon là dùng cho những người tiêu hóa kém, suy nhược cơ thể, người ngủ không ngon, chán ăn, thì sử dụng cho những người đó, giúp cho ăn ngủ ngon. Và nếu như là chồng chị bị mất ngủ á, thì chúng ta có thể là pha trà này uống để mà giúp cho cải thiện, để mà chúng ta có thể là ngủ ngon hơn. Nên mọi người là yên tâm nha, tất cả loại này đều là thảo dược thiên nhiên cả, và được sản xuất tại Đông Dược Vĩnh Xuân, và nơi sản xuất là cũng ở tại Tây Ninh đó. Ở tại Tây Ninh. Và những cái loại trồng những cái thảo dược này là ở một số nơi tại Tây Ninh, như Thảo biết là vậy. Sản phẩm rất tốt. Đúng rồi chị Anh Nguyễn, em thấy là sản phẩm rất là tốt đó. Chúng ta không có sợ là hóa chất hay là những cái chất nào hỗn hợp. Ví dụ ra ngoài chúng ta mua thuốc hay là mua những cái thuốc ngoài, vẫn không biết là chúng ta có hợp cái chất gì trong cái thuốc không, hay là chúng ta có bị dị ứng gì không. Như là Thảo là một cái người mà hay bị dị ứng thuốc đó, rất là bị dưỡng thuốc, và da cũng dễ kích ứng nữa. Nên là những khi mà Thảo uống thuốc hay là có khi mà Thảo bị gan, bị thủng, không dám uống, phải đi là xét nghiệm coi mình bị dưỡng loại gì rồi mới dám mua, và coi cái trong cái chất mà Thảo bị dưỡng đó nó có trong cái loại thuốc đó không, thì nó rất là phức tạp, rất là mệt. Nhưng mà ở đây chúng ta lại có cái loại trà này thì hoàn toàn là từ thiên nhiên, vì lá thảo dược thì nó rất là an tâm, không sợ gì hết.
Cha và chồng mình cũng đang uống. Cảm ơn Lê Đăng Thiên. Nếu mà có ai thắc mắc gì cứ nói Thảo nha, Thảo sẽ giải đáp hết. Hôm nay là dành tất cả cho mọi người. Giải đáp hết tất cả thắc mắc cho mọi người nha. Như Mỹ An hỏi là trà này có túi lọc không? Có. Như Thảo nói, Thảo giới thiệu mọi người không chỉ là dạng thảo dược này đâu, mà còn có cả túi lọc nữa. Túi lọc chẳng hạn như giống như là của trà sắc sung như nè. Đó. Trà bổ gan giải thụ, giải rượu cũng có túi lọc. Túi lọc thì chúng ta sẽ pha vô cái bình nước, để vô đi đâu cũng uống được. Nó rất là thoải mái ha. Đang cho con uống sữa mẹ, có uống được trà này không? Vẫn uống được nha bạn, vẫn uống được thoải mái, không sao, không ảnh hưởng gì hết. Tại vì Thảo nói như mọi người nói thì nó không phải là thuốc, không phải là thuốc, là hoàn toàn bằng lá tự nhiên nên vẫn sử dụng được. Đúng là chị Hoa Nguyễn, em cũng vậy, em thấy uống rất là ngon, rất là thơm, rất là dễ uống, ngọt thì ngọt thanh thanh. Cảm ơn chị Tu Huyền. Thì có ai có câu hỏi thì nói Thảo nha, Thảo sẽ giải đáp. Nay sao nhìn chị đen hả? Đúng thật sự là tại vì đen quá đúng không? Rồi Thảo đi làm, đi quay rất là nhiều, quay ngoài trời rất là nhiều. Tại vì thời gian này Thảo tham gia vào truyện cổ tích, có truyện cổ tích Việt Nam đó, nên là Thảo ngoài trời rất là nhiều. Thì thường là diễn viên mà khó giữ cái làn da mình được trắng lắm. Mà Thảo thì hồi trước đến giờ là sẽ không bao giờ, hồi trước thì còn dưỡng trắng, nhưng mà sau cái quá trình mà Thảo dưỡng trắng, Thảo cảm thấy da Thảo á, đây á, ngộ nha, hôm bữa có một cái vết vết nám, nám ở đây mà bữa nay bị mất tiêu, vẫn còn mờ mờ một tí đây, y vẫn có thấy một tí xíu thôi. Nhưng mà người thấy nè, hôm bữa là cái vết nám chỗ này là của Thảo là bị rất là đậm, bị rất là đậm, nhưng mà hôm nay là nhạt đi hẳn rất là nhiều nè, Thảo không hay luôn á. Đây, vẫn còn một tí xíu xíu thôi. Hôm bữa đậm đen luôn, bởi vì Thảo phơi nắng, và hồi trước là Thảo cũng hay là kiểu như dưỡng da, rồi đi quay phim, sợ mà dưỡng bên ngoài thôi, thì cứ sợ là da đen. Nhưng mà sau đó thì Thảo cảm thấy là mình do mình sử dụng những cái loại kem dưỡng da đó mà mình làm việc ngoài trời nhiều như vậy á, dù che chắn đi chăng nữa cũng không thể nào che chắn hết được. Bởi vì sau một lớp vải mình á, những cái tia tím nó vẫn sẽ xuyên qua, những ánh sáng vẫn sẽ xuyên qua, làm ảnh hưởng da rất là nhiều. Nếu như là công việc của Thảo thì Thảo ngoài trời rất là cao, cái tần suất rất là cao. Mọi người đừng có nghĩ là ban đêm chúng ta đi ngoài đường là chúng ta tránh được cái tránh được ánh sáng nha. Thật sự là không phải đâu, chúng ta vẫn bị đó, chúng ta vẫn bị sạm da bởi những ánh sáng ban đêm vẫn có đó nha. Giống như là ánh sáng đèn nè, ánh sáng trời và ánh sáng của mặt trăng, cái đó gọi là tia gì á, Thảo quên mất tiêu rồi. Đợt cái chị bên thẩm mỹ có nói với Thảo, nhờ Thảo uống đó, nên là hôm nay là cái da Thảo đều hẳn. Cảm ơn chị Ngân Phạm. Chị Tiên Thị Lương, mua ở đâu? À, trà Orchard này thì mọi người hãy liên hệ với anh Hiệp nha. Và Thảo có chép một cái link ở trên trên trang của Thảo đó, trên cái livestream này, thì mọi người cứ ấn vào đó thì sẽ liên hệ để mua nha. Hoặc là liên hệ anh Hiệp để mà được tư vấn một cách rõ ràng hơn nè. Như thấy là chị Phạm Liên nè, thấy chị có hình là hình Facebook là
chị là bán hiệu thuốc đúng không chị? Nhưng mà chị vẫn sử dụng và có hiệu quả rất là tốt. Cảm ơn chị Cẩm Liên. Chị Hai Hồng muốn tăng cân à? Dạ hôm nào em mua về cho chị thử. Em nghĩ là chị đẹp da đi, sắc xuân đi. Bữa nay em sẽ tặng một hộp sắc xuân chị Hồng nha, chị Hai nha. Có một người nói mẹ mình mất ngủ, uống thuốc ngủ mới ngủ được. Sau khi uống trà ăn ngon ăn ôn hết được 3 ngày thì từ 23 giờ khuya ngủ một mạch tới sáng luôn. Mình thấy so tốt nên là mình đăng ký làm phân phối luôn. À, Nguyễn Văn Dương thì mẹ của bạn cũng đã có sử dụng, mẹ của anh Dương đã có sử dụng rồi. Như là Thảo thấy cái nhiều người hay bị mất ngủ á, mà uống thuốc ngủ vô, mà thật sự là họ phải uống thuốc ngủ họ mới ngủ được. Có khoảng thời gian là Thảo bị cái trường hợp đó, bởi vì cái công việc Thảo nhiều á, rồi có bị áp lực nhiều phía nữa, Thảo hay bị stress rất là nhiều. Thì khoảng thời gian đó là Thảo cũng có bị cái tình trạng mất ngủ đó, mặt thì nổi mụn đầy luôn, tại vì ngủ không có được, nằm đó thì nhắm mắt cứ để đó thôi, nhưng mà cứ tới sáng thì đến khi mà sáng rồi á thì phải đi làm rồi, không có nghỉ ngơi được gì cả, mà khó ngủ lắm. Nên là nhiều người Thảo thấy là biết cái tình trạng là mất ngủ là khó chịu như thế nào, và khi mà chúng ta mất ngủ á là thường họ hay là đi mua thuốc ngủ nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Và nhiều người sử dụng thuốc ngủ nhiều á nha là sẽ bị giảm trí nhớ nè, bị ảnh hưởng về sức khỏe, còn nhiều cái vấn đề khác nữa. Nên là điều đó là không có tốt, nhưng không có chỉ định của bác sĩ thì mọi người tốt nhất là không nên dùng và lạm dụng quá. Và đặc biệt hơn là một điều nào là Thảo thấy là nhiều người hay có tình trạng trong nhất là cái vấn đề bây giờ là chúng ta hay bị thời tiết thay đổi đó, do khí hậu và cái công việc chúng ta làm nhiều và cái sinh hoạt của chúng ta không điều độ, nên chúng ta hay bị tình trạng là nhức đầu, chóng mặt, khó chịu, mệt mỏi. Thì mọi người hay là kiếm cái thuốc giảm đau đầu để uống. Ảnh hưởng những cái gọi là Thảo nói là những cái mà thuốc mà giảm đau á nha, rất là ảnh hưởng đến thận. Nên là Thảo mong là mọi người hãy hạn chế rất là nhiều. Thay vì chúng ta sử dụng những cái loại thuốc giảm đau đó thì chúng ta cũng nên tốt nhất đến bên bác sĩ. Nếu mà bị quá nặng đi, chúng ta phải đến bên bác sĩ. Và sau đó chúng ta cũng phải sử dụng hỗ trợ một cái loại trà thảo dược để mà chúng ta có thể là giảm nguy cơ mà để bị thận. Bởi vì những cái trong cái thuốc giảm đau á của tất cả các loại thì nó đều có chất làm chúng ta có thể là bị thận, hư thận rất là nhiều. Như có một cái trường hợp, có một lần họ đi thực thiện thì họ thấy là một bạn kia do bạn hay bị đau đầu hoài, cái bạn tối ngày bạn sử dụng cái thuốc giảm đau bạn uống, thì bạn uống bạn mới chịu nổi, không đau đau nhức đầu lắm, chịu không nổi. Như Thảo bị viêm xoang, Thảo cũng hay nhức đầu á, thì rất là khó chịu. Nên là khi mà uống những cái loại thuốc đó thì vô tình bạn lại bị thận ở cấp độ cuối luôn, là không còn thể nào mà trị được nữa và phải đi lọc thận thường xuyên. Nên chúng ta bây giờ là những cái thói quen của chúng ta và những cái sinh hoạt bình thường chúng ta vô tình làm cho gan chúng ta bị ảnh hưởng, thận ta bị ảnh hưởng, thì Thảo nghĩ là mọi người nên sắm một loại trà, một trà tốt như vậy. Có thể chúng ta bình thường hay nhâm nhi, phải không, trò chuyện ở nhà, phải không, thì chúng ta cũng pha một bình trà như vậy ta uống. Mỗi người chúng ta sử dụng, mỗi lần uống thì sử dụng một lượng thôi, một lượng như pha trà bình thường chúng ta uống gì đó, hoặc là chúng ta mua túi lọc để mà chúng ta thể bỏ vô cha, mình đổ chai nước ấm vô bình ống lạnh đó, để vô nước ấm chúng ta để vừa thơm mà vừa có thể là cơ thể chúng ta khỏe, rồi chúng ta là uống mà được detox cơ thể mọi thứ, rồi giữ gìn sức khỏe nữa là thảo dược. À, còn một điều nữa rất rất là đặc biệt, bệnh on hot thì như Thảo biết á, thì anh Hiệp có nói với Thảo là ở trên đó họ có bên trên công ty sản xuất
Đông Dược Vĩnh Xuân đây có đang nuôi 20 trẻ mồ côi. Nên là khi mà các bạn mua một sản phẩm bên On Heart thì anh Hiệp sẽ trích ra 2.000 đồng đó vào quỹ từ thiện. Nên là khi mà chúng ta mua trà này, chúng ta không những là làm đẹp, tốt cho sức khỏe, mà chúng ta còn có thể làm việc thiện. Làm việc thiện là giúp cho các trẻ em có nơi có được cái điều kiện học tập tốt hơn nè, rồi ăn uống và chỗ ở tốt hơn, sinh hoạt tốt hơn để có một tương lai sáng hơn. Bởi vì các em cũng đã thiệt thòi rất là nhiều rồi, đúng không nào? Để coi những câu hỏi của tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe Thảo chia sẻ. Chỉ có thắc mắc nào thì cứ hỏi Thảo, Thảo sẽ giải đáp được nè. À, chị Nguyễn Thị Kim Anh nói là trà uống thay nước được không? Thay nước được thì càng tốt chị. Cái này thay nước được chúng ta là càng tốt. Tại vì nó là thảo dược mà. Thảo dược vào người của bản thân mình thì cực kỳ tốt. Làm sao chúng ta lại không thay nước? Và là dễ uống, nó rất là thơm, thanh thanh, ngọt ngọt. Dễ uống, thơm lắm. Thảo hay Thảo cũng thỉnh thoảng Thảo hay thay nước, có khi nào mà Thảo đem túi trà đi theo á mà đem không đủ á, tại vì Thảo uống nước cũng hơi bị khá nhiều. Nên là khi mà Thảo thấy là uống đem không đủ gói á thì Thảo mới uống nước lọc thôi, chứ bình thường rảnh rảnh thì Thảo vẫn pha. Có khi một túi này Thảo pha được 2 ly nữa, thực ra là một túi pha 1 ly là chúng ta hiệu quả tốt nhất. Thơm á. Đúng rồi, trà túi lọc cực kỳ tiện lợi khi mà chúng ta đi xa nha. À, là anh Hiệp có nói nè, ngọt ngọt là cỏ ngọt và cam thảo tạo ra được cái vị ngọt đó. Ngọt đã lắm. Uống rồi vẫn có cảm giác nhẹ nhẹ trong miệng. Thích. Vẫn thơm thơm. Ngọt ngọt thanh thanh. Tú Tú có hỏi là em uống được không chị? Ốm nhom hà. Không biết uống có mập hơn không nữa. Thì có được chứ. Em uống cái loại trà ăn ngủ ngon. Chị nghĩ là cái loại đó rất là tốt cho em. Chai trà dễ thương á mọi người ha. Là mà tặng cực kỳ xinh. Cực dễ thương, nhìn thích quá. Sau khi sử dụng trà xong, cái chai này vẫn còn sử dụng được. Như là Thảo là mỗi người rất thích những cái thứ nhỏ nhỏ nhắn xinh xinh. Nhìn vừa sang, vừa dân dã. Có rất là nhiều người hỏi là trà này mua ở đâu. Thì mọi người hãy liên hệ với anh Hiệp nha. Và hoặc là bấm vào cái link bên dưới cái livestream của Thảo. Cái link mà Thảo đăng lên livestream á, thì mọi người hãy ấn vào đó để được tư vấn và đặt sản phẩm nha. Cái này là Thảo rất là ít khi livestream. Chỉ những cái sản phẩm nào sử dụng, Thảo cảm thấy sử dụng cực kỳ tốt và có hiệu quả thì Thảo mới giới thiệu cho mọi người. Hồi trước nè, thứ nhất là Thảo ngại livestream là do vấn đề là da mình xấu xí quá, không dám livestream. Cái thứ hai nữa là Thảo không dám livestream bậy, bởi vì những cái gì mà mình không sử dụng á, mình thấy không tốt á thì không dám livestream bậy bạ, bởi vì chẳng khác nào mình lấy đó mình lợi cá nhân mà mình làm ảnh hưởng nó rất là nhiều người, thì cái đó mang tội rất là nặng. Mà trên đó mình làm việc thiện mà mình lại mang tội như vậy thì nó lại khó chịu lắm. Nên là những cái gì mà Thảo chia sẻ cho mọi người là thật sự cực kỳ tốt và rất có hiệu quả. Ba chị. Đâu để coi những cái
con hỏi nha. Nhiều câu hỏi quá. Trà này chúng ta là không thể không những mà chúng ta uống nóng được nè, còn bỏ đá vào uống giải khát, còn gì bằng nữa đúng không? Mê xem phim, những cái phim em đóng hả? Xinh xắn dễ thương, cảm ơn chị nhiều. Đó là động lực của em để mà em ra những cái sản phẩm nghệ thuật thật hay gửi đến khán giả. Cảm ơn chị. Đúng rồi, trà này uống dễ bị nghiện lắm. Câu hỏi này nha. Thích chị trong bộ phim Hot Girl làm vợ hả? Thảo Hot Girl làm vợ. Rồi mạng kém. Mọi người có bị thấy Thảo bị mờ hay là bị giật giật mạng gì không? Thì có thì nói cho Thảo hay nha, để Thảo chỉnh lại nha. Rồi cứ đặt câu hỏi đi, Thảo sẽ giải đáp cho những gì mà Thảo biết được. Rất là tốt, thích quá. Kỳ này về quê là có một đống quà cho người thân rồi. Cái này chúng ta có thể là tặng quà cho người thân, bạn bè, và nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Rồi. Đa số khi mà Thảo livestream này thì hầu như là Thảo thấy là rất là nhiều người đã sử dụng cái loại trà này thì phải. Rất là nhiều người. Nên là mọi người có thể là những gì mà Thảo chia sẻ đó là rất là thực tế. Thảo ít livestream lắm, nhưng mà khi Thảo livestream thì những cái điều đó là phải cực kỳ tốt và phải thực tế, Thảo mới livestream chia sẻ với mọi người. Thế là Thảo giới thiệu cho mọi người nha. Còn ai muốn liên hệ thì cứ liên hệ cho anh Hiệp, hoặc là bấm link của trà On Hearth. Đây, On Hearth là tất cả thảo dược bằng tiếng Anh đó nha. Hoặc là vào trang web www.onhearth.vn là trang web của On Hearth. Chúng ta mua sản phẩm này, một sản phẩm chúng ta có thể là góp được 2.000 đồng vào quỹ từ thiện của công ty. Bởi vì tại cái công ty thì đang chăm sóc và nuôi 20 trẻ mồ côi tại công ty Đông Dược Vĩnh Xuân, Tây Ninh. Và sản xuất thì được ghi ở mỗi trên mỗi hộp của bao bì đây. Mỗi hộp của bao bì có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng rất là rõ ràng. Và mọi người không phải lo một bất cứ một cái gì cả. Khi nào chúng ta uống thuốc hay cái gì đó chúng ta còn sợ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng trà, và đặc biệt là trà thiên nhiên như vậy thì rất là yên tâm. Thật hay có rất là người nói là dễ uống nè, rồi rất là an toàn nè, đúng không? Đúng rồi, hoàn toàn là thiên nhiên nha. Địa chỉ ha, mọi người có thể là hỏi anh Hiệp nha. Và những gì mà Thảo chia sẻ ngày hôm nay thì Thảo xin cảm ơn tất cả mọi người đã nghe lắng nghe Thảo chia sẻ. Và không còn gì hơn thì xin tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon nha. Tạm biệt tất cả mọi người. Như Thảo nói thì một lần cuối nên Thảo nói nha, thì mọi người muốn liên hệ thì mọi người hãy liên hệ đến anh Hiệp và
bấm vào link ở mà Thảo chia sẻ trên livestream này để mà có thể là mua được sản phẩm, và mỗi sản phẩm chúng ta mua là có thể là chúng ta sẽ góp được quỹ 2.000 đồng vào quỹ từ thiện, vừa ý nghĩa, vừa làm đẹp cho chúng ta, vừa bảo vệ sức khỏe, làm quà tặng cho người thân, cực kỳ ý nghĩa mà lại làm được những cái ý nghĩa cho xã hội nữa, còn gì bằng, đúng không nào? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, xin tạm biệt và chúc tất cả mọi người thật là ngủ ngon nha. Và đặc biệt hãy luôn giữ gìn sức khỏe và bảo vệ sắc xuân của bản thân mình. Bye bye.